Rớt mất. Không có bọc bên đeo à? Hử? Không có bọc bên đeo à? Tính mua cái túi mà bữa giờ quên hoài để dành đỡ đồ. Mình mua là chỉ vậy thôi nha các bạn. Chú có cái 6 đường màu đen không chú? Mua lấy cái men thôi. Tiền. Mua về nhà để gắp máy cho mấy ông anh dưới quê xài. Chứ giờ em không bán ra nơi bán ra không có lời. Bán ra có nhiêu tiền đó mà nhiều lúc chụp chặt tới giặt lui mất lòng lắm. Ờ mất lòng anh ơi, sao máy mà hết pin rồi, máy nóng. Đồ cũ đồ da chai mà cứ muốn như máy xịn thì thôi em không bán luôn giờ. Giờ lại cứ sửa được gì để anh gửi về quê em tặng cho mấy ông anh dưới quê. Này 150 đâu xếp mập. Má về chạy trình lại hên xui thử coi. Hả? 150 ha. Hello, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình nha. Và bây giờ là khuya rồi. Mình sẽ tiến hành mình coi lại mấy cái máy mà mình mua hồi sáng ở chợ ve chai nha các bạn. Thì đây là cái máy này mình mua chỗ anh Mập nè. Bạn nào mà coi clip ngày hôm nay của mình á thì cái clip mà mình ra ngoài chợ ve chai 45 phút á, dạ, quay 45 phút thì các bạn biết được là cái máy này mình mua chỗ anh Mập ngoài đầu đường là giá như là 200 đúng không? Mình mua 200 mà nha. Mình mua ổng 200, ổng đòi 250, mình trả giá 200 ổng bán luôn. Thì cái máy này các bạn thấy là nó còn lên. Máy còn lên nhưng mà nó có mật khẩu màn hình nữa mà. Máy còn lên có mật khẩu màn hình thì mình mua hên xui. Mua hên xui. Ủa 100 không nha, hay gì mình quên tiêu rồi, không nhớ nữa. Hình như là chỉ có 100 ngàn thôi các bạn à. Này hình như là mình mua 100 ngàn, không nhớ bao nhiêu nữa. Còn cái này là mua 200 sao nè, cái này là còn lên nguồn nè. Cái này còn lên nguồn có mật khẩu iCloud nè. Ông bán cho mình cái cụm gì không gỡ, không lấy đưa mình cái cụm gì thôi. Mình mua 200. Nói chung về nhà chú lấy cái men này thôi chứ mấy bộ phận khác thì không có xài được. Để mình làm cắm sạc con này lên, còn cái con này mình mua ngay chỗ cái chị ngay chỗ số nhà 4 Di trên đường Tân Phước các bạn. Cái này mình mua 100 ngàn. Cái này ban đầu mình nghĩ nó là cái con neo 7, có con neo 5. Ban đầu mình tưởng nó là con neo 5 nên mình mua về để mình lấy cái màn hình ở nhà có sẵn với bộ vỏ đó. Vỏ mình ở nhà mình mua đồ về mình sửa cho khách nè. Con Oppo neo 5 nè. Mình mua về mình sửa cho khách mà cuối cùng cái máy của khách nó hư này nọ nên bây giờ mình ôm đồ lại nè. Nên mình định là mua cái men của neo 5 về để mình gắn vô trong đây mình xài nhưng mà cuối cùng khác. Đó, các bạn thấy là mình nhìn tựa, ban đầu mình tưởng nó là neo 5 mà không phải. Con này là neo 7 gì đó các bạn à. Thì con này còn sống nha, con này là cắm sạc lại rung nha. Con này còn sống nha, bữa giờ mình mua men chỗ chị này là men sống không á. Mình cắm sạc nó rung nè. Nó cắm sạc thì bắt đầu nó rung lên cái là men nó còn sống nè, cái này chỉ cần thay màn hình này nọ là xong là lên xài thôi. Đó. Mà chắc là để ngày mai bắt đầu mình mới làm sao từ cái này. Nói chung mình không có thích xài Android nên mình cũng không có ấy, nếu mà có men có màn sẵn thì mình còn mua còn thay vô chứ giờ đi mua màn mới về tốn tiền nữa thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ để đây sau này có khách nào mà cần lấy cái men này mình sẽ lấy men cháo vô. Ok thì đây là cái con iPhone 5 các bạn nha, còn đây là con 5S. Coi nó đang sạc. Giờ mình sẽ lấy màn hình mình test máy cái con iPhone 5 này kìa. Cái con iPhone 5 này là có tài khoản iCloud nè, mà hôm qua ông chồng biết có thoát ra được hay không nữa. Nếu hên thoát ra được. Nếu mà người ta đăng nhập mail của chồng có thể thoát ra được các bạn. Để mình coi thử vận may ra. Dựng máy cấp nguồn để kích cho lẹ chứ sạc pin biết khi nào. Máy này như nó hư nút nguồn các bạn. Cái này như nó hư nút nguồn nên mình bấm nút nguồn nó không có lên. Phải cắm sạc. Nó hư đứt nguồn sao á. Mình phải cắm sạc để kích nguồn nó lên các bạn. Đây cắm sạc nó lên nè. Do nó bị hư đứt nguồn á. Cái màn hình này màn hình hôm bữa của bé gì đó, con bé gì bên quận 4 nó cho mình nè. Nó cho mình bị sọc nè. Mình là lần đầu tiên mình test thử cái màn hình luôn đó. Mình nghĩ là nó bị sọc nhẹ nhẹ nên mình để mình lấy về mình test máy mà về nó sọc hết nửa màn hình luôn trời. Sọc hết nửa màn hình luôn các bạn. Sọc kiểu này thì không có test màn hình được rồi, không xài được rồi. Để coi nó có bị liệt cảm ứng không. Nó mua về nó tự lắp ơn các bạn mà lắp hư nè, lắp làm sao mà được sọc chỉ nửa màn hình.
Để coi cảm ứng còn xài được không. Đồ hình nền cũng mướt dữ nha. Ok, tin cậy. Này mình đang cấp nguồn vô máy tính đó. Thử camera sau nó còn hoạt động không. Cái máy này như hư camera sau rồi. Nói chung chỉ lấy được cái men thôi. Máy này chắc được lấy được men thôi. Cảm ứng này còn ngon lành nè, mà cái màn hình nó hư nè. Bé này nó làm sao hư màn hình. Để mình vô wifi, kết nối wifi coi. Ở đây mới có gắn sim chưa mà nó báo không dịch vụ nè. À có gắn sim rồi. Mình tưởng đâu không có gắn sim mà nó báo không dịch vụ là máy mất email nha các bạn. Thì chưa, nói chung mình cũng có kiểm tra email rồi, thấy nó không mất email. Đây mình vô wifi nè. Mình kết nối wifi để mình thoát allow thử được không. Rồi nó che mất cái nửa bàn phím mà lấy gì mà thấy chữ. 1 2 0 8 1 9 9 8. Ok, cũng bấm mù được. Rồi, kết nối được wifi rồi thì giờ mình sẽ vô trong cái iCloud đó nè. Cập nhật cài đặt iCloud. Yêu cầu quân đổ nè, đổ quân 2000. Ở đây là iCloud xài riêng, còn App Store xài riêng nè. Ồ cái bạn này, cái tài khoản này xài có iPhone X luôn nè các bạn. Cái tài khoản này xài iPhone 5 nè, xài iPhone X nè, xài iPad nè, xài ba máy luôn. Để coi coi iCloud bật nè các bạn, iCloud bật nè, tìm iPhone bật nè. Thì giờ để mình coi cái mail có đăng nhập mail không. Đây mail có bật lên nè. Mail có bật lên. Vậy thì mình sẽ vào trong cái tìm iPhone. Đỗ Vân. Bấm đại xem các bạn nha. Bấm đại. Bấm quên mật khẩu đi cho lẹ nè. Để coi cái này nó xác minh bằng số điện thoại các bạn nha. Cái này là xác minh bằng số điện thoại, không phải xác minh bằng cái mail, nên chúng ta không có có sử dụng cái mail để chúng ta khôi phục cái tài khoản này được, để thoát tài khoản này được các bạn. Vậy là xui rồi, nay chắc xui rồi. Bình thường có một số máy là nếu mà đăng nhập trên đó là người ta thoát được các bạn nha. Dạ máy này máy cũng hết gơ nha. Hình quá trời luôn nè các bạn. Wow. Ok thì nói chung là bây giờ không thoát iCloud được thì mình cứ để đây. Nhưng mà mình có một cái mèo để mà thoát được iCloud, nếu mà hên xui các bạn, là đó là các bạn sẽ cài đặt mật khẩu màn hình. Các bạn sẽ cài đặt mật mã cho màn hình các bạn nha. Đặt mật mã màn hình. Ở đây các bạn cài 6 số đi. Mình bấm là đó, mình sẽ cài 6 số các bạn nha. Cài 6 số. Mình sẽ cài 6 số. Ok, cài 6 số bạn nha. Cài 6 số xong đó chúng ta để vài ngày bạn nha. Các bạn sẽ để vài ngày. Để vài ngày sau đó các bạn có thể vào trong tìm iPhone này nè. Vào trong tìm iPhone này chúng ta bấm mật khẩu sai đại nhiều lần vô. Đăng nhập nhiều lần sai nhiều lần nó sẽ cho chúng ta đổi mật khẩu. Tùy theo máy nha, không phải máy nào cũng áp dụng được các bạn nha. Hên xui thôi. Bấm sai nhiều lần để cho nó cho người ta thay đổi mật khẩu dựa vào cái màn mật khẩu màn hình đó. Tại vì cái máy này mình mới vừa gài mật khẩu nên nó không chịu á. Chúng ta phải gài mật khẩu đó một thời gian nên mình gắn bấm vài lần nữa coi. Đây các bạn. Bình thường nếu mà chúng ta để lâu xíu á, chúng ta để máy chúng ta xài khoảng nửa tháng đi, thì chúng ta sẽ tiến hành bấm vậy hoài, nó sẽ hiện lên cái dòng chữ là thay đổi mật khẩu. Còn đây nè, nó sẽ không hiện lên dòng chữ thay đổi mật khẩu, mà hiện lên cái chữ là mở khóa tài khoản, là nó sẽ gửi cái mã số về cái số điện thoại của chủ nhân chiếc điện thoại này nè để mở khóa đó.
Ok, ở đây thì mình sẽ cố gắng để một thời gian nữa chúng ta mở sau cũng được. Bây giờ tạm thời trước mắt là chúng ta sẽ sửa lại con máy này để chúng ta sử dụng thôi. Còn tài khoản iCloud thì cũng không cần thiết. Cứ để như vậy, đừng có ghi to máy là được các bạn nha. Đừng ghi to máy là được. Ok. Nút nguồn nó hư nè. Đây, còn cái con này, cái con này là con mua, cái con này mua của con Mập nè. Máy bị dính này, dính tài khoản, nó dính cái mật khẩu màn hình nè. Bây giờ nó vô hồi hóa 15 phút nữa bạn. Nó vô hồi hóa 15 phút thì chúng ta phải đợi 15 phút nó mới bấm được. Mà thật sự ở đây người ta đã bấm đại rồi, bấm đại số 0, số này nọ rồi, cho nên nó mới bị vô hồi hóa nè. Bây giờ chỉ có còn cách là chạy trình lại thôi bạn. Chạy trình lại thôi. Máy này thì nó không có bị hư nút home nè, hư nút nguồn nè. Cái này chủ yếu là chạy hành trình lại hên xui, hình như là mình mua 100 ngàn sao mình không nhớ nữa. 100 ngàn đúng rồi, mình mua có cha bập 100 ngàn. Đợi cái này xíu cho nó thấy rồi mình thử bấm mật khẩu đại mù thử lên không. Đây mình sẽ mở con neo này ra. Cái này như neo 7 sao không biết nữa, giống neo 7 quá. Anh nhớ neo 7 thì nó bự hơn xíu chứ cái này nó hơi lỡ cỡ. Mấy màn hình con này thì mình nghĩ là nó giờ nó cũng rẻ. Cái model nó là R827. Cái này lát nữa mình sẽ lên mạng search cái con này là con gì. Thực sự mua cái xác này 100 ngàn thì nói chung là về nhà mới, nếu chúng ta chịu về chúng ta dựng lại á, ta mua bỏ tiền mua màn hình thêm mấy trăm ngàn nữa là được. Màn hình đi nắp lưng không như tiền hết, nó dựng lại nó xài cũng được. Ở đây thì nói chung mình không có cần thiết xài mấy con này nên mình chắc là sẽ làm lại từ từ. Lúc nào rảnh rỗi này nọ rồi mới làm. Để mình mở ra coi cái con man này nó men nó zin không nha các bạn. Ở đây ốc vít thì mình thấy nó tà đầu nhiều nên nghi là nó có sửa chữa rồi. Ok. Mình gấp đi coi. Coi men nó zin không. Cái ngóc này mình nở nó hết rồi sao nó không chịu ra ta. Ok. Wow, men này nói chung là cũng có dấu hiệu vô nước bạn. Đây nè. Bạn thấy nó cũng có dấu hiệu vô nước, vô cát nè. Đó kiểu này bán về chai đó, người ta bán về chai nên người ta cũng để ngoài mưa ngoài nắng hay sao á mà cát nó vô. Đứt cát không ạ? À? Men thì thấy còn sống mà nó cát. Đây dứt đứt dây anten nè. Cái dây anten này phải mua dây anten khác gắn vô. Cái dây anten này nó nối gì đâu ta. Để mình vệ sinh sơ cái men này mình coi. Thấy có dấu hiệu như là sửa chữa rồi nha các bạn. Men này sửa chữa rồi nha. Cái men sửa chữa rồi nè. Thấy bạn. Cái nút nguồn ta câu dây lại nè. Đây là cái dây nút nguồn nè. Nút nguồn người ta hàn lại nè. Để người ta hàn lại nè. Người ta sửa chữa, nó mở ra sửa chữa gì đó người ta hàn lại. Bên đây cũng vậy nè. Hàn lại nè. Men này có dấu hiệu vô nước mà. Nói chung là còn sống đấy mà không biết có ảnh hưởng chức năng gì không thì mình không biết được. Máy chung máy còn sống. Okay, để qua bên đi. 12 phút nữa mới mở. Thì giờ mình sẽ chạy hành trình lại cho con này các bạn nha. Mình sẽ chạy hành trình lại cho cái con iPhone 5S này thử coi hên xui không. Nút home hư nữa nè. Con này hư nút home. Bây giờ nó hư nút home mà các bạn muốn chạy trình lại nó thì bắt buộc các bạn phải có nút home phải không? Các bạn có nút home thì mình sẽ xử lý. Mình sẽ xử lý bằng cách là mình mở ra. Mở ra người ta lấy nút home khác là chêm vô. Thay nút home cho cái máy này. Nút home bị đứt các bạn nha. Đó, đứt nút home là chúng ta sẽ mở ra thay nút home khác vô. Đó các bạn có thể để ngực lật ngược màn hình lại, nếu các bạn không muốn tháo màn hình ra để ngược lại. Lật ngược lại cho nằm ốp xuống để nó không có bị đứt dây màn hình nha các bạn. Đây nè các bạn thấy không, đứt nè. Đó, mình đoán là biết ngay. Mở ra biết được đứt hay không đứt chứ nhiều lúc ta không biết đâu. Cái trường hợp này các bạn làm máy khách nhiều lúc các bạn ăn hành mấy hồi. Nhiều lúc cái này dây quân tay nó giống như một cái cọng dây đồng vậy các bạn.
cộng với đồng với kẽm các bạn gặt qua gặt lại nhiều ngày á, nhiều lúc thì nó cũng gãy thôi. Và cái dây cộng dây cáp nút home này cũng vậy, nhiều lúc khách người ta xài tới muốn gãy rồi, các bạn lúc các bạn mở ra vô tình lúc đó tới lượt các bạn bấm á, nó gãy. Đây nè, như nó gãy kiểu này các bạn, đây nè, nó gãy chỗ này nè, mình thấy nó gách nè đó, nó gách một cái nó mất quân tay, nhưng mà cái nút home nó vẫn còn. Nhiều lúc các bạn mở ra bắt đầu nó tới chữ nó gách luôn à. Lúc này mình để sử dụng hư nè, bỏ đi. Ok, đây mình có một cái nút home màu đen, nút home low thôi, nút home linh kiện thôi, mình sẽ lắp vô đỡ để mình đưa nó về depo. Nói chung clip mình quay mình không có cắt nhiều, để mình để nguyên để cho các bạn coi, các bạn thấy được quá trình làm, bạn làm theo, chứ mình không có thích cắt clip nhiều quá. Nói chung là mình cũng thường xuyên ra ngoài mua đồ về bên hồi sinh này nọ, thì giờ lúc trước thì mình còn có bán lại, chứ giờ mình thật sự mình không bán lại nữa đâu các bạn, tại bá đồ điện tử mà, đồ cũ nữa, thì tiền nào của nấy thôi. Nhiều lúc bán cho các bạn xong các bạn cứ nói này nói nọ, bảo hành lên bảo hành xuống, trả lên trả xuống, rồi có nhiều bạn lại mua xong không trả tiền, mua xong không nhận hàng nữa, mất công quá, nên giờ mình không có bán lại gì cả. Mua được nhiều để dành cho người nhà xài hết, hoặc để lâu lâu làm event tặng cho các bạn luôn, chứ không công bán là buôn làm gì. Ok, mình sẽ lắp lại cái dòng dây nút home các bạn nha. Lắp lại dây nút home để ta đưa nó về depo. Ok, bấm thử được chưa nha, đây ăn nè, rồi mình sẽ đưa máy về depo rồi nha. Thì bây giờ cắm sạc vô, mình bật máy tính lên. Cái máy này thì mình tắt nguồn đi. Cái máy này thì ngon lành, cái máy này giờ chỉ cần mua vỏ, mua đồ gì dựng lại thôi. Để coi mình ở nhà, nếu mà có vỏ đẹp thì mình sẽ lắp vỏ vô luôn, không cần phải mua tốn tiền, tại mình mua đồ gia trai về dựng lại, mình cái gì cũng mua mới hết thì nó tốn kém lắm. Mình sẽ tiến hành đưa máy về chế độ depo để nó khôi phục máy lại nha. Ở đây chúng ta sẽ nhấn giữ nút nguồn, nút home đồng thời để cho máy tắt nguồn đi. Khi mà máy tắt nguồn đi thì các bạn sẽ tiến hành bằng giữ nút nguồn thêm khoảng 3-4 giây nữa, 5 giây đi. Rồi chúng ta buông nút nguồn ra, giữ nút home nha các bạn. Giữ nguyên nút home, chờ ở trên màn hình nó xuất hiện cái dòng thông báo là nhận cái thiết bị nha. Đó các bạn, nãy bấm nè, nó xuất hiện cái dòng thông báo đã nhận thiết bị nè. Thì ở trên cái phần mềm ba Auto nó sẽ xuất hiện cái thiết bị chúng ta ở chế độ là depo nè các bạn. Thì các bạn bấm vào chữ nâng cấp. Ở đây thì nó sẽ xuất hiện ra những cái firmware để chúng ta cài vô đó. Thì nếu mà các bạn chưa tải firmware về máy thì nó sẽ bắt các bạn tải về. Còn đây thì mình đã tải về thì nó sẽ ghi là đã tải về. Và các bạn sẽ bấm nâng cấp luôn. iPhone 5 thì nó chỉ iPhone 5S thì nó lên được cao nhất là 12.4.3 rồi nha. Rồi chúng ta sẽ bấm vào chữ flash thì nó sẽ tiến hành nó chạy. Bây giờ là nó sẽ đưa máy về chế độ recovery nè. Thì cái máy chúng ta sẽ khởi động lại và lên hình chữ táo. Cái máy chúng ta nó sẽ khởi động màn hình lên và nó lên hình chữ táo. Đó, nó đang đưa máy về, đưa đang bật nguồn lại đó. Ở 11% là nó sẽ bật nguồn máy lại. Nó đang nhận diện thiết bị nè. Đó, nó bật nguồn máy lại, các bạn thấy không? Đây nè. Máy nó lên nguồn nè. Nó lên hình chữ táo, bắt đầu nó sẽ xuất hiện một cái quạch ngang, nó xuất hiện một quạch ngang để nó nạp chương trình. Đó, nó nạp chương trình bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái máy nó chạy chương trình khi nào nó hoàn tất hết trơn luôn, rồi bắt đầu mình sẽ bấm đặt tay thử coi nó có iCloud không không. Nếu mà có iCloud thì thua các bạn nha. Thời gian chờ cái máy iPhone 5S nó chạy chương trình lại thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiếm một cái bộ vỏ iPhone 5 thường để mình sàn cho cái con iPhone 5 này. Ở đây thì các bạn thấy là cái bộ vỏ màu trắng nó xấu quá, chóc hết trơn rồi nè, chóc hết trơn rồi đó, cho nên bây giờ mình sẽ tiến hành mình sàn qua cái bộ vỏ mới cho đẹp, bộ vỏ sát. Đây mình cũng có bộ vỏ sát mà mình đã vô tình mình tháo mất cái kính sau rồi, tháo mất cái nắp sau rồi, nhưng bộ vỏ còn đẹp mà nha, có dây nguồn sẵn rồi, chân sạc này có sẵn hết nè. Đó thì bây giờ là chỉ cần kiếm một cái nắp thôi. Ở đây thì mình có một cái sát khác, đó cũng lành lặn nhưng mà
mình thấy nó cũng cũ quá rồi thì mình sẽ hy sinh, mình tháo cái nắp ra. Đó, tháo nắp lưng ra ở trên đầu ra nè để mình lấy cái nắp này. Muốn tháo nắp này thì các bạn lưu ý các bạn đừng có dùng lưỡi lam hay là dùng bất cứ cái vật nhọn để các bạn nạy từ hướng này ra, nó không bao giờ ra được các bạn nha, không bao giờ nạy ra được đâu. Cho dù các bạn dùng máy khò hoặc là dùng máy sấy tóc để bạn sấy cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không ra được nha. Mình lưu ý các bạn, nó rất là khít. Nên các bạn chỉ có một cách duy nhất đó là các bạn phải tháo hết cái bộ phận phía sau ra. Các bạn sẽ tháo hết những bộ phận trên đây ở ngoài này ra, như là những con gung hoặc là những cái dây nhợ nữa ra hết. Rồi các bạn sẽ nhấn từ trong ra ngoài bạn nha. Bạn nhấn từ trong ra ngoài. Đó, các bạn nhấn từ trong ra ngoài. Nếu mà nhấn không được các bạn sẽ dùng máy khò, bằng khò cho nóng. Nè, nhấn từ trong ra nè. Nếu mà nhấn mà các bạn thấy nó cứng quá thì bạn sẽ dùng máy khò hoặc dùng máy sấy tóc nha. Bạn dùng máy khò, máy sấy tóc bạn sấy cho nóng lên là được. Ok, đây mình sẽ dùng máy khò, mình khò cho các bạn xem. Đó, ta khò từ hướng bên trong mà nha, khò hướng bên ngoài nó không thấm thía đâu. Ta khò cho nóng lên là chúng ta sẽ lấy tay nó nhấn ra là xong rồi. Chứ các bạn đừng có dùng dao hoặc dùng bất cứ cái vật nhọn bén nào để chúng ta nạy từ hướng ngoài á, sẽ không bao giờ nạy ra được đâu. Mình làm hoài mình biết rồi, biết cái mẹo nó. Chỉ có đẩy từ trong ra ngoài thôi nha các bạn. Các bạn ở nhà không có máy khò, dùng máy sấy tóc cũng được, nó sấy cho lâu thì lâu nha. Tại cái miếng nắp này nó bằng một cái chất liệu gì đó mình không biết nữa, nên nó cũng tản nhiệt rất là lẹ, cho nên khi chúng ta dùng máy khò, dùng máy sấy tóc á, nó ít cái thấm thía lắm, nên các bạn tháo mà tháo không biết cách tháo, tháo không ra nổi đâu. Nó tản nhiệt lẹ lắm mà, vừa buông ra cái nó nguội ngắt à. Nắp bồ nó làm ra một cái chất liệu của cái nắp lưng này cũng hay. Nắp chất liệu tản nhiệt rất là lẹ. Ok, mình thấy nó nóng rồi, mình sẽ tắt máy khò đi. Ok, giờ mình nhanh tay mình đẩy ra để nó nguội nha. Đó bạn, nó ra nè. Nó ra nè. Đó, ra đó bạn thấy không? Chỉ có cách này thì các bạn mới lấy được cái nắp lưng này ra thôi, chứ các bạn mà nạy từ phía mặt lưng ra là nạy không được nha. Đây là cái dây anten đó, dây anten nó đã có sẵn trên cái máy cũ rồi. Đó, ok. Đây. Thì chúng ta sẽ dùng keo nó dán lại. Đây nó cho nó thiếu một cái gương ta. Cái gương camera này nó nằm ở trên cái vỏ khác hết ta. À đây nè cái gương camera này các bạn. Đúng rồi. Đó, thì chúng ta sẽ tiến hành ta dán lại cái nắp lại trước rồi chúng ta mới dán cái gương vô sau cũng được. Đó. Thì giờ hiện tại cái iPhone 5S của mình nó đã chạy trình xong các bạn, lát nữa mình sẽ quay vào đó. Thì giờ mình làm cái này trước xong đi. Đổ keo vừa đủ thôi bạn, đừng đổ nhiều quá. Đổ nhiều quá nó lon ra ngoài cũng vậy thôi. Đó, đẹp chưa các bạn? Mấy keng. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng cái cán dao phải gõ nhẹ nhẹ thôi bạn nha, đừng gõ mạnh quá nó bể nha. Tại vì cái này nó rất là khít, mình nói từ đầu rồi, cái này nó rất là khít. Nó khít đi lắm cho nên các bạn phải gõ nó xuống, nó rất là khít. Còn nếu mà các bạn gõ không xuống được nữa thì các bạn sẽ đổi chiều lại, đẩy nó ra. Đẩy nó ra và chúng ta đợi qua làm cách khác. Và cho nó vô cái chiều chặt trước, cái chiều nào mà không vô nãy thì cho nó xuống trước. Thường mấy cái này nó chặt lắm nha. Không phải rất là dễ để vô đâu nha, phải gọi là rất là khó đó, không phải lúc nào để cũng dễ đâu. Chúng ta để mà vô không đúng khớp nó không có vô. Cái keo E8000 này lâu khô lắm, chúng ta cứ làm thoải mái. Là chừng nào mà đẹp thì thôi. Đó, mình sẽ dùng cái dao mình gõ xuống. Gọn gõ vừa thôi, gõ mạnh quá nó sẽ bể nha. Ok, mình thấy nó được các bạn nha, tương đối đó, đẹp đó. Đây. Thì nó còn hơi hở trên đây chút xíu thôi, nó cao hơn xíu là do cái nắp này với lại nắp kia nó không có vô cái logic nó. Còn chúng ta muốn xíu nữa thì chúng ta gõ mạnh tay lên tí nó cũng được.
mình chỉ mở thợ gõ mạnh tay của nó bể thôi. Đây nó xuống cũng đỡ hơn nữa các bạn đó. Nói chung là đồ chúng ta chế cháo lại mà thì chúng ta đừng có yêu cầu cao quá nha các bạn, đừng yêu cầu cao quá, nói chung là tương đối là được rồi, tuyệt đối thì chắc không có. Ok, thì giờ chúng ta dán cái gương này lại. Cái gương này các bạn xịt miếng keo ít thôi, xịt nhiều quá nó lon ra tùm lum la. Chỉ cần một ít keo thôi. Nên mình coi cái chiều nó nha, nó có cái gờ đó, nó có cái gờ đó, nó canh cái chiều. Trên cái vỏ máy nó có hai cái lỗ, thì chúng ta canh hai cái lỗ đó nó khớp với lại cái gương. Rồi ok là ngon các bạn nha. Đó, là lấy cái miếng bằng chải găng này, cái đế của nó đó, cái cán nó để mà đẩy cho cái gương này nó sát vô. Đợi cho keo nó khô là xong rồi. Ok, giờ mình sẽ quay qua kênh cái máy này cho các bạn xem. Đây nè. Giờ cái iPhone 5S mình nó chạy trình xong rồi nè. Nó chạy xong rồi. Đó, thì bây giờ ở trên máy tính đã nhận diện được thiết bị rồi, thì giờ mình sẽ tiến hành mình kích hoạt thôi được hay không nha, coi dính này lao không nha. Đây. Cái máy chúng ta là có đầy đủ email này nọ hết trơn, chỉ có kích hoạt được hay không là quan trọng thôi. Quan trọng là ở chỗ này nè. Để coi có ai lao không nha. Thế lâu lâu này chắc là có đó bạn, mình cảm giác có đó. Chứ mà không có nó làm lẹ lắm, không có nạp ti lẹ lắm. Này là có rồi, này là chắc chắn có rồi nè. Nó lâu rồi nó có đó bạn, nghi rồi. Đây, thấy chưa, mình nghi lắm rồi. Vậy là cái con này 100 ngàn là coi như bỏ phế các bạn nha. 100 ngàn đem về nhà chỉ lấy được cục pin, camera với lại linh kiện linh tinh như là mắt camera trước rồi này nọ thôi. Đó, 100 ngàn coi như là mình thử nghiệm hình xui. Thì nói chung mua đồ chai chai mà nó phải có hên có xui các bạn nha, đâu phải lúc nào cũng hên được đâu. 100 ngàn coi như tiền cà phê sáng thôi, cái gì đâu. Nạp ti lần nữa cho bạn coi cho rõ nè. Trong quá trình mà cái máy nó đang khởi động lên hình với táo gì thì chúng ta vẫn nạp ti được nha các bạn. Ở trên máy tính nó nhận diện được thiết bị đó, còn cái này nó đang load thôi, là cái thiết bị chúng ta đang load dữ liệu lại thôi chứ không có gì cả. Thì là cái máy này xong mà nha, 5S này là chúng ta để lấy linh kiện thôi. Chúng ta để lấy linh kiện thôi chứ không có làm gì được cả. Đây mình, các bạn không tin mình sẽ đặt ti trên máy cho bạn coi nè, trực tiếp trên máy luôn nè. Nhiều lúc các bạn không hiểu rồi các bạn nói không phải. Đây. Đặt ti trên máy tính không được thì đặt ti trên điện thoại nó cũng như nhau. Nhưng mình sẽ làm thử cho các bạn coi. Đặt ngôn ngữ lâu quá. Ở đây thì chúng ta sẽ thiết lập thủ công nè, chọn mạng wifi nè, điền wifi vô. Xui quá, dính này lao rồi. Phải chi không có ai lao đỡ quá. Nói chung mình mua mình chủ yếu là thủ thử nghiệm để cho các bạn coi giải trí thôi, chứ thực sự mục đích mình cũng không phải là chắc chắn phải là mua được cái con máy ngon lành. Đây bạn ai lao nè. Đó, ai lao ha. Ok, con máy này bỏ qua các bạn nha. Bỏ qua con máy này. Và chúng ta sẽ bỏ qua cái con iPhone 5 này để mình mở cái con iPhone 5 này. 5S này nó ngon lành không? Coi nó còn pin bọng rồi, pin ngon lành không? Pin thì cũng còn ok, camera thì không biết có xài được hay không. Chân sạc này nọ thì mai mốt tận dụng được. Mình sẽ tận dụng được cái bộ trận chân sạc nè, dây rút nguồn, rồi dây camera trước, camera sau, pin, mấy cái nẹp, nói chung là có nhiều cái để tận dụng lại lắm. Màn hình thì dục bỏ, vỏ dục bỏ luôn, lấy lại cái nắp này, giữ lại mấy cái nắp này để sau này nó thay cho máy khác. Ok, quay lại cái con iPhone 5 của mình thì giờ cái vỏ này mình đã dán lại xong xuôi hết rồi nè. Đó, bây giờ là chỉ cần chờ sàn cái men này qua thôi. Vậy là sàn cái men này qua bên đây và mình sẽ tiến hành mình thay cái camera luôn các bạn nha, thay camera luôn rồi xong sáng rồi mình mua màn hình về lắp vô là xong rồi. Màn hình với pin lắp vô. Làm này nói chung nó cũng lẹ chứ không có khó gì cả. Mình sẽ làm các bạn xem luôn. Tháo ốc nhít ra nè các bạn. Thì các bạn thấy là nãy là cái camera nó là không có nhận, các bạn thấy không? Không có nhận camera thì chúng ta sẽ thay camera luôn.
Nói chung là mua đồ ve chai hên xui thì chúng ta phải là phải có đồ nghề, đều đồ nghề các bạn nha. Bắt buộc là chúng ta ở nhà phải có đồ nghề dọc dạch sẵn rồi, nên chúng ta mua về thì nó có hư cái chuyện là chế cháo vô. Còn giống như chúng ta mua về để xài thì các bạn không nên làm theo mình nha, không nên đi ra mua theo kiểu này. Mua xài thì ra kiếm mua cái nào mà nó lên luôn ngon lành luôn á, đừng có mua kiểu mà nó bệnh này bệnh nọ thì mua về mất công sửa không có được. Chúng ta không biết sửa sửa không được. Với lại không có đồ nghề, không có linh kiện nữa, người ta đi mua đồ mới về người ta lắp vô thì nó lỗ. Nó quá cha tiền mua máy lạnh. Còn đây là mình chơi theo kiểu hên xui nó khác, tại vì mình có linh kiện ở nhà. Về có hư cái gì đó thì mình cũng mua mình lắp được. Mình không cần mua mình cũng có lắp được. Các bạn cứ nghĩ đi, cứ mỗi thứ chút chút như camera hoặc là dây nút nguồn hoặc là dây gung hoặc là cái gì gì đó chút xíu thôi, nó cũng vài chục vài chục chục, nó cũng tốn tiền không ta. Cái máy này vô nước nữa bạn ơi, khẩm luôn. Cái máy này vô nước khẩm luôn đây nè, cái men nè. Ồ tan không. Ôi tan nó rớt nè. Cái camera nó vô vô đất kiểu này lấy gì cũng hư. Đây nè các bạn. Camera là ở trong mắt nó toàn là tan không nè. Đây nè, như đống tan nè. Mình sẽ tháo camera này bỏ luôn các bạn nha, tại vì camera này hư rồi. Lát nữa mình sẽ lấy camera khác lắp vô. Đó, mình sẽ vệ sinh luôn, vệ sinh cái men này luôn, tan không à. Bỏ camera đi các bạn nha. Vô nước rồi. Ok, mình sẽ gấp mấy cái miếng bảo vệ này, miếng keo nè, cao su này để mình vệ sinh cái men nha. Quá trời quá đất. Nó cát không và men vô nước nặng quá. Các bạn dùng cái nhíp để mà mở cái này thì các bạn lưu ý là cái chừng nhíp nó đụng vô mấy con tụ mấy con này nọ trên cái men là nó hư men nha các bạn. Trâu què, trâu lành thành trâu què nha. Chỗ này tan không. Mình xịt miếng dung dịch tách tẩy ra. Ở đây chỗ làm việc là mình không có xịt vô đây được, xịt vô đây nó dơ, mình xịt ra ngoài. Đó, tẩy cho nó sạch cái tan ra. Bây giờ chủ yếu là tẩy ở ngoài thôi, còn còn những cái tan mà ở trong cái lồng này thì phải khò cái mà. Phải dùng máy khò khò cái lồng ra thì chúng ta mới vệ sinh bên trong được. Mình nghĩ cái máy đang lên bình thường thì chúng ta không nhất thiết phải mở ra, chúng ta làm bên trong làm gì nữa. Trừ khi mà cái máy nó bị vấn đề gì đó thì chúng ta mới mở ra. Còn đây các bạn thấy là cái máy chúng ta vẫn lên nguồn bình thường mà, chúng ta không cần phải vệ sinh gì cả bên trong cả, vệ sinh bên ngoài sơ sơ này được rồi. Ok. Giờ mình sẽ đưa vô cái vỏ mới nè. Mình kiếm cái camera mình lắp vô đã. Cái gương này mình đè nó sát ra ngoài xíu. Lát nó lấy một gòn vệ sinh cái gương này ra các bạn. Camera thì mình có đầy rồi, không có cần thiết. Ở nhà có camera nè, đẹp keng luôn rồi thấy không, lắp vô nó. Thì thường là ở nhà chúng ta có những đồ này chúng ta dọc dạch sẵn rồi, có đồ sẵn rồi thì chúng ta mua đồ mà chạy chai về á, chúng ta không sợ lỗ, chúng ta có thể tự sửa này nọ. Còn các bạn mà không có đồ dọc dạch mà càng mua muốn mua về để xài thôi á, thì không nên mua kiểu như mình nha, khuyên các bạn đó. Chúng ta nên mua những con máy nào xài được luôn, chúng ta về nhà ta xài luôn không mất công. Ok, mình lắp vô cái vỏ này. Mà lắp cái cục dây anten vô nha các bạn. Cục dây anten vô xong ta mới đưa cái men xuống. Lặn mấy cọng dây nút nguồn lên. Chỉnh camera nó ngay lại nè. Đó. Ngon lành rồi thấy không?
Ok. Đây người bắt ốc lại. Sáng nay mình sẽ đi mua cái màn hình với lại mình mua pin về mình làm lại con máy này là ngon lành luôn. Giờ nửa đêm này nói chung là mình sẽ làm tới cái khâu là mình sàn giùm vỏ thôi, sàn vỏ qua xong xuôi hết bắt đầu sáng ngày mai bắt đầu mình mới làm tiếp. Xong một cái video này là sáng ngày mai các bạn sẽ có clip để coi nha. Trong hôm nay thì không có rồi, hôm nay mình chỉ đăng được cái clip là đi chợ thôi. Rồi ok thì là mình sẽ tạm ngưng ở đây các bạn nha. Và sáng hôm sau mình sẽ đi mua đồ về làm và mình sẽ tiếp tục quay clip cho bạn coi. Ok mọi người thì sáng hôm nay mình đã mua đủ đồ chơi để mà về mình hồi sinh lại cái con iPhone 5 này. Và mình sẽ làm cho đẹp keng lại luôn nha các bạn. Đó thì vỏ thì ở đây là ok hết rồi. Ốc vít trên men thì nó bắt ốc ghê hết. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình hồi sinh lại. Ok pin này pin mới nè, mình sẽ dán lại. Ở đây nói chung là các bạn phải có đủ đồ linh kiện ở nhà thì nó đỡ tốn tiền hơn nha. Còn chúng ta cái gì cũng đi mua hết thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều. Đây ở đây là một cái nẹp màn hình. Nẹp màn hình nè. Hai cái miếng nẹp pin nè. Đây là cái nẹp lo nè, đây là cái lo, đây là cái camera cảm biến trước và micro trước. Đây là cái nút home trong, đây là nút home ngoài. Đó, các bạn thấy không, rất là nhiều thứ linh tinh. Nên khi mà chúng ta có đồ linh kiện ở nhà có sẵn thì nó đỡ. Chứ cái gì chúng ta cũng đi mua hết thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều. Đây là cái siêu pin này mình mua lâu lắm mà, mua nhiều lắm. Mình mua tới mấy trăm cái lần. Thường thì mình dán có một miếng thôi. Nhưng mà hôm nay không có kéo nên mình dán hai miếng. Một cục pin nhỏ này là dán một miếng là đủ rồi, không cần dán hai miếng đâu, hai miếng là nhiều quá rồi. Lắp pin vô. Cái cổ của các pin thì lúc nào mua về chúng ta phải đè nó sát lại xíu chúng ta mới lắp vô được nha, không nó bị cấn. Ok, đấy bạn, ngon lành rồi nè. Tiếp tục nữa chúng ta sẽ dán màn hình. Nó sẽ lắp mấy cái đồ linh kiện vô màn hình. Ok, trước tiên thì các bạn sẽ lắp cái nẹp trước nè. Đó, cái nẹp này nó sẽ bảo vệ màn hình chúng ta, là màn hình chúng ta nó cứng đỡ hơn xíu, nó không có bị lụp sụp xúc sổ. Đó, mấy con ốc này chúng ta phải có ở nhà sẵn đó các bạn thấy không? Ở nhà không có mấy ốc này lấy gì vô bắt. Nên khi mà các bạn đi mua đồ ở ngoài chợ chay, nếu mà các bạn là thợ vọc, các bạn đã có linh kiện ở nhà thì hãy mua kiểu mình nha. Còn không có thì các bạn nên mua máy lạnh để mà xài. Đó là cái lời khuyên chân thành của mình. Ok, tiếp tục nữa mình sẽ lắp nút home vô nha các bạn. Nút home, đây là nút home. Ta lắp nút home ngoài trước, chúng ta lắp nút home trong. Tận dụng là đồ cũ chứ cái gì cũng các bạn đi mua mới hết thì nó tốn kém nhiều lắm. Nó phát sinh ra tùm lum thứ trò hết đó. Cái dây cảm biến này ra ngoài mua cũng mấy chục ngàn cái. Cái nút home này ra ngoài mua nó cũng mấy ngàn đồng một cái, 10 ngàn. Đó, ok, tiếp tục nữa mình sẽ lắp cái cam trước. Như cái camera sau mình đã thay rồi đó, ok, nó hoạt động rồi đó. Cái camera sau của nó hôm trước các bạn thấy nó hư phải không? Đây nè, đây là cái nẹp. Đây là cái khung của camera trước. Nó định hình camera trước không bị lệch này nọ đó các bạn. Nó không bị méo qua bên. Không có thì chúng ta phải chỉnh bằng tay, còn có nó rồi đỡ hơn. Lo, đây là cái nẹp lo. Đó, tiếp tục mấy ốc bắt ốc vít. Các bạn không phải có ốc dài nha. Để mà bắt được con có cái lo này phải có cái ốc dài này nè. Đó, có ốc dài này các bạn mới bắt được cái lo này vô. Đó, rồi thêm một con ốc ngắn bắt ở đây. Con ốc nữa. Bắt vào đây. Là xong, là chúng ta đã hoàn thành đó các bạn ơi. Chúng ta kiểm tra lại cam trước nó chuẩn chưa, nó chưa chuẩn thì chúng ta phải chỉnh nó qua bên. Bạn thấy là đã có cái nẹp rồi nhưng mà đã có cái khung rồi vẫn là vẫn lệch thấy không? Đó, vẫn lệch. Nên khi mà nó còn không có khung nó còn lệch dữ nữa. Ok thì tiếp tục mình sẽ bắt lại cái nẹp pin trước nè cho nó thuận tiện. Ở đây do cái nẹp màn hình chỗ này mình không có nên mình sẽ không có bắt. Thiếu, không có đồ, không có linh kiện. Cái nẹp đó ít có sửa, mà iPhone 5 mình ít sửa ở đây cho nên nó không có nẹp đó. Ốc lại, ở đây thì nó sử dụng con ốc nhỏ.
Những ốc này li ti lắm, chúng ta nhìn nhiều lúc không thấy. Ok, tiếp tục bắt nẹp lên. Cái đó là nẹp của cái cọng dây cáp sạc, còn đây là cọng dây cáp pin nè. Đó, nẹp vậy chắc cú hơn. Lúc nào có được cái nẹp màn hình thì mình sẽ nẹp như sau. Nói chung cái máy này mình sửa lại đồ, toàn là đồ cũ, đồ ve chai thôi, đồ sắt vụn thôi. Nên về cái độ bền hoặc là sử dụng này nọ sao sao nóng máy hoặc cái gì đó thì mình không biết được. Nói chung là đồ cũ. Nên bây giờ mình sửa được máy thì mình cũng để dành mình cho người nhà, hoặc là mai mốt mình sẽ làm event mình tặng cho các bạn fan thôi. Chứ mình không có mua bán nữa các bạn. Tại đồ cũ mà mua bán nó mất công sau này mít lòng lắm. Tại hôm nay bán nhiều cái mệt quá, mình không bán nữa. Sửa lại rồi cứ lâu lâu rồi tổ chức làm event cho các bạn, tặng cho các bạn luôn, chứ không có bán buôn gì cả. Bán buôn nói thật các bạn, khi mà sửa lại nhiều linh kiện nhiều tiền lắm, nó không có lời được nhiêu đâu, lời có 100, 120 ngàn à, tiền ship tiền này nọ nó cũng hết rồi, đâu có nhiêu đâu, lời lóm gì đâu mà nhiều lúc không thích lòng nữa. Thôi cứ để mình làm video chủ yếu để cho các bạn chia sẻ bằng cách để chúng ta có thể mua và các bạn về chế cháo lọ lại. Đó, bạn nào có đam mê giống mình thì chúng ta có thể làm theo. Nói chung là làm về những cái này thì nó phải có sự may rủi bạn nha, không phải lúc nào cũng may không đâu. Nên khi mà các bạn mua thì đừng có kiểu như là nản hoặc là bất mãn. Chúng ta không được lần này sẽ được lần sau. Ok, máy lên đó, ngon lành. Ok, mình sẽ gắn lại luôn nha. Bộ vỏ này nó còn mới nên nó để màn hình vô nó rất là dễ. Còn nếu mà bộ vỏ mà nó xấu á, nó cũ nó móp mấy cái góc này nè, khi các bạn để màn hình vô nó rất là khó. Ở đây mình chỉ cần kiếm thêm hai con ốc màu đen nữa để mình bắt vô đích nó là ngon lành nè. Ốc màu đen thì ở ngay mình cũng có, bất quá thì xài ốc màu trắng. Ốc màu đen thì mình có mà nó kiếm hơi lâu, tại mình để trong một cái đống ốc. Đây có đây nè, một con nè. Các bạn đã là thợ vọc thì các bạn nên để dành đồ linh kiện, đừng có bỏ cái nào hết, cái nào cũng sẽ tận dụng hết đó. Ok, cái máy này có một bạn nữ hot girl các bạn nha, xinh gái đó. Đây cầm sau nè, cầm trước nè, cầm trước không biết nó có hư hay không, để mình coi coi. Đây cầm trước nhận các bạn. Ok, tại máy nó mới khởi động nên nó nhận hơi chậm. Để mình kéo màn hình cho sáng lên xíu các bạn dễ nhìn. Đó. Ok, để mình coi wifi nè, wifi vô rồi nè ha. Đó, âm thanh có bị ghè không? Ghè thì mình thay loa. Ok, âm thanh chuẩn các bạn nha, âm thanh chuẩn, gạt rung nè. Ok, tăng giảm âm lượng. Rồi, để vô coi hình chơi xíu nữa coi. Bạn gái này để cái hình nền cũng độc không nha, dễ thương không nha, khoe môi không nha, hình nền khoe môi được không à. Ok, là mình đã hồi sinh được cái con điện thoại 5 iPhone 5 từ đồ ve chai các bạn nha. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.